Bây giờ mình vô đây mình cưa cái cây sòi này cho ông chú nha. Cây sòi này nó như này héo lá mà. Úc anh lên nha. Nó không có gà bông nha. Lá nó vẫn còn xanh mà cho nó tốt rồi. Nó gốc nó bị mục rồi. Ủa sát ống nước luôn. Ống nước đang trổ luôn ta. Cái cây này hồng lấy cây cái mình cơi lên. Dạ, chỗ uống nước luôn. Dàn quay trong rồi. Nó còn điện không anh Tư ơi? Còn đó, còn đang xài mà. Có điện rồi. Có đây nhóc nữ sợ gì. Thấy rồi, nó hiện dịch. Rồi bỏ cái này nữa rồi. Nằm chồm vô cái mấy nhà trước mà. Chặt bên nào có bên đi, đặng ta cắt củi cho mau. Đó, nó thu thiệt hại quá, không dám. Tụ cái đó xuống. Tụ dám bên kia xuống kìa. Gió lên đi cả. Thấy gió hù 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 gió ít luôn. Nó đá có bệnh, bảo lắm luôn. Thấy không? Một con cái vô đọt cho mình. Trời ơi, cái gai nó đụng. Cái đó người ta bỏ rồi, em nội ơi. Thử xuống cái thùng bơi được rồi. Trời cháo anh dạ. Ừ. Trời. Mặt trời lúc này nó hơi xuyên. Xuyên cái tập trình của mình. Bỏ ra đó luôn đó. Thôi đó sụn xuống được rồi.
Oh,
Chạy qua rồi chứ. Okay.